Mới đi đâu gì vậy? À, hồi nãy nhí đi chơi mà tưởng ai ngủ ở trong kia chứ. Ai ngủ trong đây vậy, chị hả? Chị con. Chị ruột luôn hả? Hay ai? Dạ. Thôi bữa nay biết luôn á. Cái gì đây? Bánh để chị cho. Sao không đi bán về, sao không ngủ trưa đi mà còn đi chơi nữa? Dạ tí nữa mới ngủ trưa. Hôm nay bán nhiều trái? Dạ 90. 90 trái luôn, dữ ha. Cái gì vậy? Sầu riêng. Sầu riêng ai cho vậy chị? Không biết ai nữa, Khoa gửi đây cho cưng á. À, rồi cho con Nhí không? Có, cho Nhí 1 trái. Cho con Nhí 1 trái hả? Cho mấy có cái gì nè mẹ? Lấy chưa? Lấy rồi. Đâu, mở bao ra chú Châu coi thử nè. Sao ông nào mà tốt quá vậy? Thôi, chị để ăn đi chứ. Thôi, ông đang gì đi đó, cho Nhí 1 trái nè. Dữ ha. Ông lớn tuổi chưa chị? Cũng biết nữa, chị đi rước nhí á. À, đi rước nhí xong ông đem tới hả? Ừ. Đi tới nhà đâu. Trời ơi, bọc kỹ lưỡng chưa. Ôi, sầu riêng to. Sầu riêng to. Trái này chắc 5-6 kg à. Ôi, quá trời. Nặng lắm luôn á. Wow, đã không? Wow. Dướng cái dài. Dướng lắm. Dướng cứng à. Chắc cái đem với que lên nè chị. Căng gì quá. Trái này có 6-7 kg. Ồ. Không, hôm nay bất ngờ quá. Thì cũng không biết ai nữa. Cái gì nữa đây? Không ai biết đâu. Ủa cái này là cho em luôn hả? Ờ. Cái gì vậy? Ai biết. Nhảy lấy ra cho Châu coi thử coi. Ai cho mà quà quá trời luôn nhờ. Sầu riêng với gì? Sầu riêng này bự. Nhảy lấy này ra nhảy. Sầu riêng này bự. Lấy bào ra. Đây. Trời ơi. Ê có gửi cho cái hệt gì này cháu. Ừ, dở ra xem mới coi. Chú ghi thư kìa. Thư. Trời ơi, dễ thương vậy. Đây, 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 chú chào đọc thử coi. Này chú. Này chú. Lật ra. Châu Đại Dương mừng thành viên ngôi nhà chung. Thành viên ngôi nhà chung nhân loại. Thầy gì ta? Thái. Thầy. Chúc cho Châu Đại Dương thành công trên con đường đầy gian khổ. Sau này có duyên gặp lại. Trời ơi. Ai mà xúc động quá vậy? Ghi thư nữa nè chị. Ghi thư để lại nè. Mừng thành viên ngôi nhà chung nhân loại. Trời ơi. Này hả, cỡ 5 kg á. Tặng cho cái trái sầu riêng nữa rồi. À, gì trái kia nó 2 à. À gấp lại cho chú Châu. Bỏ vô. Vô đây. Chú Châu về làm kỷ niệm coi. Đợt trước cũng có mấy người ghi thư gửi về á. Dạ. Trời, tặng chai nước mắm nữa kìa. Phải không? Cái gì quá. Cái này là mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm hả chị? Đâu phải đâu. Để cho chú ăn. Mắm tôm với gì vậy? À nước mắm bình thường. Nước mắm bình thường. Với lại gì vậy ta? Thôi để cho Nhí ăn đi chị. Thôi, để thôi. Này cho Nhí đi. Lấy đi. Thôi. Lấy đi. Sao Nhí chê vậy? Cái này cho chú Châu. Nhí có phần chưa? Dạ có rồi. Nhưng mà sao chú có để số điện thoại lại không chị? Cái điện thoại trong máy chị đi. Có hả? Có. Dạ để đó gọi điện cảm ơn. Rồi. Trời ơi. Hồi nãy chú đem quà qua là chị không có ở nhà hả? Không, đi rước nhí. Chán quá, muốn nước rồi. Trời, trời. Gần á. À. Ủa, thứ mấy là mình chuyển trọ chị? Thứ hai hả? Thứ hai tuần sau đúng không? Thứ hai tuần này nè. Thứ hai tuần này. Bữa nay là thứ mấy? Thứ tư. Thứ năm. Bữa nay thứ năm hả? Thứ tư chứ. Thứ tư cái gì á? Thứ năm. Bữa nay thứ tư. Thứ năm. Ừ, bữa nay thứ năm. Nhí giỏi chưa ta? Vậy là bữa nay thứ năm rồi. À, thứ hai tuần sau. Thứ hai tuần sau đúng không chị? Hay là chủ nhật? À, tuần tới là tuần sau đó. Ừ. Chuyển trọ ở đâu chị? Ở gần đây, sang gần chùa.
Sắt gần chùa hả? À, cái bên hông có cái hẻm đúng không? Đúng rồi. Rồi em biết rồi, chỗ đó vô thẳng có cái chợ. Không. Bên đây đường. Cái chỗ rồi. Mà, cái chỗ mà. Chứ bên đường hay là sao? Bên đường. À bên đây đường hả? À, không phải là bên đây đường. Bên đây à đường. Hình như là chỗ ga, cái gara ô tô gì đúng không? Đúng rồi, đi vô. Gara ô tô đi vô. Dạ, rồi rồi em biết rồi, chỗ đó em biết rồi. Chỗ đó chị thuê tháng bao nhiêu? 3 triệu một tháng. 3 triệu một tháng. Nó có khoảng sân rộng không? Cái chung đó là chung cái hẻm nó vô bự, cái hẻm nó bự á. Bự lắm hả? À chắc hẻm ô tô rồi cũng tốt. Như là trong nhà người ta mà người ta có để bự á, cái đường bự á. Dạ. Vậy thứ hai cái gì em ghé em chạy qua sẽ mừng nhà mới. Mừng phòng trọ mới chứ. Có gì sẽ tặng tặng quà. Sao riêng này hai đã con bừng chưa nổi nữa. Ừ, trái còn sầu riêng của nhí đâu? Đem ra cho chào rồi. Không biết chú lớn tuổi hay chưa nữa ha, mà chú chu đáo ghê luôn á. Nhà heo à. Ừ. Chắc nhí nhỏ ăn ăn trái nhỏ. Nặng á, còn muốn cái đó. Trái của chú là mười mấy cây á. Trời ơi. Đây nè, mới chặt cây đem lên luôn ở quê mới đem lên nè. Trời ơi, viết thư. Chú ăn chứ ăn gì chứ khỏi ăn. Viết thư rồi quà nữa chứ. Chú ăn gì chứ phải ăn cơm luôn. Lần đầu tiên mà có người gửi quà chu đáo vậy á. Gửi thư gì đồ thứ khách. Điện thoại quá trời luôn điện. À điện cho chị hả? Rồi à, chú đó nói thì sao chị? Nói muốn gửi đồ cho cưng mà không biết cưng ở đâu. Mới cho chị liên lạc giùm á. À. Cái này gọi liên lạc cho. Cái đó kêu qua đây lấy sầu riêng đi. À, xin chào cả nhà. Đây là cái món quà của một mạnh thường quân ở miền Tây mà anh ấy không có nói tên, cũng giấu mặt nên mình cũng không có biết ảnh như thế nào. Lúc nãy mình có gọi á thì ảnh nói là có duyên sẽ gặp lại. Đây là bức thư của ảnh gửi cho mình. Và lúc nãy mình có đọc cho mọi người xem á. Thì đây nè cả nhà. Châu Đại Dương nè. À, chúc cho Châu Đại Dương thành công trên con đường đầy gian khổ. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Rất là xúc động. Khi mà mình nhận được bức thư này là bức thư thứ hai của hai mạnh thường quân khác nhau. Lúc trước là mình có nhận một cái bức thư của mạnh thường quân ở bên Canada gửi về và cũng gửi những cái lời chúc rất là ý nghĩa. Hôm nay thì anh này có gửi một trái sầu riêng khá là bự luôn. Trái này chắc tầm cũng 6kg, 7kg các bạn. Wow. Wow, đúng nặng luôn các bạn. Trái này rất là to nha. Trái này lúc nãy anh gọi lên thì anh kêu mới cắt trên cây xuống luôn. Cắt buổi sáng xuống nên chạy lên Sài Gòn. Nguyên một cái xe máy là toàn là sầu riêng thôi. Ghé nhà bé Nhi xong rồi gửi cho bé Nhi một trái, mình một trái. Mình thì trái bự hơn. Rất là bự luôn, rất là nặng nha. Anh nói để một vài hôm nữa ăn, tại vì nó còn sống á. Sầu riêng không có nhúng thuốc. Đây này các bạn nhìn cái cuốn nè, mới cắt lúc sáng luôn nè, còn mủ nè. Anh rất là chu đáo luôn, anh gói giấy báo lại. Với lại thêm một cái món quà này nữa nè các bạn. Để mình khui ra cho cả nhà xem. Hình như đây là một chai nước mắm nha các bạn. Để mình mở nắp thử coi. Anh cột rất là kỹ này. Anh sợ bị cái khe này nó đổ này. Nên anh bao giấy bóng lại. Rất là chu đáo luôn á. Hồi nãy gọi điện thoại thì nghe cái giọng của anh cũng khá là trẻ. Anh chắc cũng tầm 35 à. Tầm 35 tuổi, anh đi hai người luôn. Anh đi vô nhà bé Nhi xong rồi anh tìm. Nhưng mà không có mẹ bé Nhi ở nhà nên anh gửi cho hàng xóm đây này. Ồ, nước mắm rất là thơm nha. Để mình ném thử coi. À ở đây còn. Ừ.
nước mắm chua ngọt á, mắm tỏi rất là ngon, theo cái hương vị của người miền Tây này. Nước mắm cũng hơi ngọt ngọt một tí, nhưng mà mình ăn sao cũng được hết á, mình rất là dễ, không có cán chọn. Mình dân miền Trung, tuy nhiên trong miền Trung ăn mặn, mình thì ăn lạc hoặc là ăn mặn, ăn ngọt vẫn đều ok hết. Đây là các bạn cái cuốn bị sứt này, còn mủ trong đây luôn. Bây giờ thêm một cái này nữa nè. Cái này hình như là nem hết ta. Cái này hình như là đặc sản ở miền Tây, nhưng mà mình hình như là ở Tiền Giang sao hết ta. Để mình khui để các bạn xem. Gửi rất là nhiều luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cục như vậy. Để mình khui ra thử, chứ mình cũng chưa có biết cái này là gì. Mà mình nghĩ là nem á, nem miền Tây. Đúng rồi, nem, không phải. Gì vậy ta? Wow. Nhìn cũng hấp dẫn, có cái lá cuốn. Ô, cái này là gì ta? Ồ, rất là thơm nha. Cái lá này là mình không biết luôn á. Cái món này hình như là lần đầu tiên mình gặp nè. Để mình cắn thử. Nghe cái vị bùi bùi á. Cái này là thịt heo, nhưng mà ăn kèm với cái lá này ngon nè. Mình không biết lá gì nhưng mà ăn rất ngon. Mình còn chín cái rất là nhiều nha cả nhà. Ai ăn thì inbox cho mình gửi cho. Tại vì mình ăn cũng không có hết. Không biết cái này để được lâu hay không nữa. Cái này rất là ngon. Cái này giống mì xì bột, nó có cái bột bột ở trên giống mì xì bì chả mà người ta bán cơm tấm á. Cũng rất là thú vị. Một cái món mới ở miền Tây mà mình chưa biết. Mình thỉnh thoảng đi miền Tây thì chủ yếu là ăn bụi thôi. Ăn ngoài đường rồi mấy cái món nước là nhiều. Với lại đặc sản cá. Còn cái món này thì mình chưa ăn bao giờ. Nhưng mà mình cảm thấy nó quen thuộc. Cái lá hình như ăn ở đâu rồi nhưng mà mình không nhớ. Rất là nhiều các nè. Ai ăn thì nhắn tin cho mình gửi qua chứ. Mình đem qua chỗ Nhí Bán Thơm á, gửi cho mọi người. Còn sầu riêng thì để lại vài hôm nữa nó chín. Nước mắm luôn, ai ăn thì mình xớt ra. Rồi cảm ơn anh đó rất là nhiều. Mình cũng không, mình hỏi tên anh nhưng mà anh ngập ngừng xong anh cúp máy luôn. Nên cũng rất là ngại. Cái món quà lần đầu tiên Mạnh Thường Quân gửi nhìn có vẻ chu đáo. Không ngờ mình cũng được nhiều Mạnh Thường Quân quan tâm hỏi thăm. Mình coi đó là cái động lực để mà tiếp tục trên con đường làm cái cầu nối, gửi đến cho mọi người xem về những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là những cái câu chuyện ở Việt Nam. Thì cái này để chiều mình sẽ ăn cơm, tại vì trưa nay mình ăn cơm rồi nên còn no. Nên không có ăn được nữa. Không biết cái này bỏ tủ lạnh nó được không. Chắc mình nghĩ là được, không sao. Để cho nó không bị thiêu, mình sẽ bỏ tủ lạnh. Rồi cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.